Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ ngày 5 tháng 3 đã cập bến tại thành phố cảng Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Với tàu tuần dương phi đạn điều hướng USS Bunker Hill Tháp Tùng, tàu Roosevelt trở thành tàu sân bay thứ hai của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975. Đô đốc Hoa Kỳ John Aquilino, chỉ huy hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương, và đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink đã lên tàu tại cảng Tiên Sa ở thành phố Đà Nẵng để chào đón thủy thủ đoàn. Sau đó họ tham dự một buổi lễ đón tiếp được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh tổ chức. Tại cuộc họp báo, cả đô đốc Aquilino và đại sứ Crichton Brink đều ca ngợi nỗ lực của Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đối tác sau khi đối đầu nhau trong cuộc chiến dài và tốn kém kết thúc vào năm 1975. Hàng không mẫu hạm chở theo 5.000 người là lớp Nimitz thứ tư của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là tàu chủ lực của một nhóm tàu tấn công bao gồm một tàu tuần dương phi đạn điều hướng và 6 tàu khu trục. Các thành viên thủy thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa, cũng như thăm các trại trẻ mồ côi và nạn nhân chất da cam.